Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Màu Cho Những Bức Tranh của mình. Và hôm nay cùng mình tô màu cho bức tranh về ba nhân vật trong sơn phim hoạt hình gia đình Simpson đã hóa trang thành những con quái vật nhé. Nhân vật đầu tiên thì mình sẽ tô màu xanh cho nhân vật này. Nhân vật thứ hai thì mình sẽ tô màu tím cho nhân vật này. Và nhân vật cuối cùng thì mình sẽ tô màu xanh dương này nhé. Chị đẹp á. Thì đây là một trong các tập trên các 20 trang sắp trên các 20
sẽ sử dụng màu kem da để tô màu cho thầy những cái gai trên vườn các nhân vật tô thêm cái màu cam. Sáng ngày khẳng nhận tin của nó cần lên cho nó xét rồi. Còn quét thì cần của anh cũng có giúp anh. Giờ lại thêm một cân nữa. Một cân đai spa rồi. Và bức tranh thì các nhân vật trong series phim hoạt hình Tôi xin sơn đã được tô màu xong rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video tô màu cho bức tranh này của mình. Bye bye.